Ok, hello, chào mừng các bạn quay lại với channel Nguyễn Nam Gamer. Thì hôm nay mình lại tiếp tục trở lại với anh em cái tựa game Josh Simulator Ultimate. Thì vẫn là tiếp tục trải nghiệm cái bản nâng cấp V.1.11. Thì trong cái bản nâng cấp này thì mình cũng đã review được ba cái dạng thời tiết, đó là tuyết rơi, bão tuyết này, rồi tuyết rơi này, rồi mưa đá này. Nhưng mà thật sự mưa đá thì nó cũng giống như tuyết rơi, thì không biết là tuyết rơi nó có cái gì đó nó nhầm lẫn không. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục trải nghiệm cái phần tuyết rơi nha, thử xem nó có lẫn lộn với phần mưa đá không nha. Thì đây là skin mà lúc trước ở video trước mình đã làm rồi này, thì hôm nay mình lại tiếp tục mod một skin nữa. Và anh em nào, nếu mà anh em nào chưa biết mod thì mình cũng hướng dẫn sơ qua luôn nha. Thì sau khi mà vào cái xe đây, sau khi mà cái xe mình như này thì mình sẽ chọn show nó này đã, rồi tất cả anh em sẽ chọn customize này, customize rồi bạn sẽ bấm vào skin này. Thì skin thì nó sẽ cho mình một cái phần hai dòng chữ skin và phần s add đó, mình nhấp vào add này và bấm gallery màu xanh dương này, thì nó sẽ mở ra cho mình một cái thư mục và mình sẽ đi vào cái đường dẫn đó mình chọn nha. Đó, sau khi mình chọn rồi thì nó đã báo ra info này, the selected skin has been added, đây nó đã hoàn thành, ok rồi đó. Thì bây giờ mình bấm vào chữ skin và phần một chữ skin màu cam này. Đó thì nó sẽ liệt kê là cái skin cuối cùng là mình mới mod vào, mình nên chọn vào nó này, kéo vào nó. Đó thì anh em nhìn thấy đây là chiếc xe, nó có cái điều đặc biệt là bây giờ mình sẽ qua ra, mình ra bên ngoài nha, hiện tại xe đang rất là dơ luôn. Bây giờ mình sẽ cho nó một cái hành trình nào đó để nó đi. Mình sẽ trải nghiệm một hành trình nào đó là đặc biệt hơn xíu. Hôm nay mình sẽ lái chở chiếc ô tô nha, mình vận chuyển ô tô nha anh em, mình sẽ vận chuyển ô tô nha. Thì nói chung là ở cái phiên bản này thì nó rất là hay, là nó cập nhật cho mình mọi dạng thời tiết như mình cũng đã liệt kê những video trước. Thì gì đây, thực ra là nó là một cái bản phát về Mitsubishi, cái hãng Mitsubishi anh em biết rồi. Thì hôm nay mình sẽ lái chiếc xe này, nó vận chuyển, nó chở 5 chiếc ô tô này, remote này, hôm nay cũng khá là hay ha. Thì cái khoảng cách nó cũng khá là ngắn, không có dài, dưới 1000 cây số, cho nên là anh em hãy xem video hết về trải nghiệm cùng với mình ở cái map mới này nha. Thì anh em nào chưa like thì nhấn like mạnh video vào, bấm like vào. Đó, và nhấn đăng ký kênh, nhấn thêm chuông nữa để theo dõi những video tiếp theo. Đó thì mình sẽ làm những series rất là hay về tựa game này, và mình sẽ làm những cái chủ đề về thời tiết này, rồi map đường phố này, rồi có một chút nào đó nếu mà anh em thích thì mình sẽ troll. Nói chung là cả khi một số anh em online thì hiện tại bữa ban nâng cấp mới này mình chưa có đua online nha. Thì sau những video này mình sẽ làm một những cái video online để xem các bạn mà cùng chơi với mình đã xem cái skin của mình là như thế nào, và các bạn có cảm nghĩ như thế nào về skin của mình. Đó thì các bạn xem video cũng vậy nữa, có ý kiến gì anh em comment bên dưới nha. Comment mình sẽ rất cảm ơn anh em đã góp ý này. Rồi chọn xác suất 100% thành công, đảm bảo luôn. Rồi Volvo vẫn là chiếc Volvo, và hôm nay thời tiết hôm nay thì mình sẽ absolutely này. Hôm nay thì vẫn là ban ngày đi các bạn, ban chiều đi. Sorry, morning, afternoon đi nha. Rồi thời tiết thì hôm nay thì mình sẽ chọn là rainy mưa này, rainy storm là mưa tới tấp này, một ít mây, ít mưa, slash nào đi, snowy hả? Snow là bữa trước mình đã chọn rồi. Ok, thì hôm nay mình sẽ cho nó mưa tầm tã đi nha, rainstorm nè, rainstorm mưa tầm tã nha, mưa tầm tã trong cái mùa đông ha. Cũng nói chung là hôm nay cũng đã qua cái Noel rồi, cho nên là mình sẽ trải nghiệm mưa tầm tã như nào. Tí thao tác mình đã làm rồi. Wow. Âm thanh hơi lớn, giảm xuống chút rồi. Và thảo là mưa lớn. Wow. Đây thì cắt luôn, mưa thiên nhiên luôn. Thì chào và
gạt nước rồi nha. Khi mình ngừng cái cửa kiếm này, đường cửa kiếm thì nó sẽ đóng lại như cũ đi. Mình lên đèn sáng. Đó, ban ngày mình bật cái đèn sáng lên. Wow, trời xinh chắc các kiểu. Rồi mình cho nó còn gạt nước nha. Đó, nhìn nó trong không? Ở đây mình quên bật cái đèn, cái đường chiếu hậu. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tới mình. Khá là hay luôn. Đó, mình tới đây mình bóng lên nè. Nói chung là bây giờ lái xe không được kiểu gì chứ. Kiểu gì thế này. Mình lái chiếc xe này nó cũng khá đơn giản rồi, nó không còn khó khăn như những video trước nữa. Cho nên là vì bây giờ là gắn cái xe này vào cái đầu xe này không còn khó khăn gì hết. Rồi mình vô đi họ và thấy rồi. Vừa xong nha. Lên xíu nữa. Rồi ghé lại nè. Thì anh em thấy thời tiết như nào? Ok em. Quá ok. Thời tiết này là không như thế này. Thì chọn một cái thời tiết phải nói là nó rất là hấp buông luôn. Thì chiều tối những điều là ban đêm trời sẽ sập xuống nữa rồi. Let's get started. Drive safe. Rồi. Turn left. À mình quên review cho anh em cái chiếc xe đầu đang ngồi đường review nha. Chiếc xe hôm nay thì nó đặc biệt cái chỗ là mình đã đặt xuống cái phần sorry các bạn nha. Dẹp lại xe đầu đi đi anh. Đó đúng rồi anh đi về cảm ơn nha. Tại bây giờ mình cho xe nó ra nè. Wow. Mình tưởng như nó tưởng mình vô mình mở luôn. Mình sẽ cho xe nó dừng tại đây đi. Rồi, dừng lại nha. Mình review cho các bạn xem. Hôm nay thì nó còn là chủ đề về Noel, Giáng sinh. Hôm nay trời mưa tầm tã rồi. Trên xe mình có để bông hoa tuyết rơi rồi các bạn. Noel đi chất bắt này. Phía sau này thì nó có logo nhân viên mơ. Và phía trước này thì cũng có logo nhân viên mơ và đặc biệt là phía trên trước cái đầu xe này nó để cái dòng chữ là thằng ha. Đừng có phải đọc được không. Đó. Bạn dặn cho em. Đây là một cái show slogan mà hầu như là các tài xế đều rất thích và dễ dàng trong cái xe của mình và không ngoại lệ đặt được luôn. Và cho nên là Harry xuất phát ở Hà Nam rất là đẹp luôn. Và cái xe này cũng là khá là hứng thú luôn, khá là hứng thú với skin mà mình đã làm đó. Đó giờ cũng tuyệt vời xịn sò luôn. Rồi bây giờ mình cho nó nói gì mà mình cũng không biết được rồi. Bây giờ đi ra cái phần này nè, nó đi được kéo mình nữa đó, nó là dài cho mình là ôm vô cái góc này nó rất là đẹp luôn bạn. Thấy chưa, đi được kéo mình thì nó đẹp cái cua thì nó là cái cua mình vào cái xe thì nó cũng là rất đẹp rồi. Turn left. Rồi đó. Lỡ rồi chơi luôn, chơi lát luôn đi. Trời ơi, nhỏ. Đó. Trời mưa các bạn thấy, trời mưa lạ chả, mưa rất là lớn luôn. Và bây giờ mình phải turn right. Đường phải nha. Đường phải đây. Rồi đó. Continue straight. Thì không biết các bạn có khó khăn gì khi mà chơi cái game này không? Mình cảm thấy rất là ok luôn. Và hầu như là cái game mà về đó hiện tại nó đang khá là ok. Hết gọi là xe hiện tại hết, cho nên là đang ra hồ có xe rồi.
trời ơi, vừa vàng đấy, vừa vừa ghê gớm không? Đó, đây cũng sự là mua này. Thì phải nói là những cái bản nâng cấp sau này nó càng ngày càng mang lại cho chúng ta những trải nghiệm và tuyệt vời, làm cho mình có những cái cảm xúc là khác nhau với những bản mát. Và nếu mà lái lái online càng tuyệt vời nữa. Mình chưa làm phim series lái online nên là anh em nào mà thích lái online thì mình sẽ làm nha, anh em comment dưới nha, sẽ làm lái online và chúng ta sẽ trải nghiệm xem có điều gì đặc biệt khi mà các bạn cùng chơi chúng ta lái exit right. Và cái skin mình làm á thì các bạn sẽ cảm thấy như thế nào, có đẹp hay không. Đó, hiện tại mình chỉ đang đăng lên YouTube thôi, chưa có lái online bây giờ. Thưa các bạn, thường thường là nếu mà trời tuyết thì khi mà va chạm thì tuyết tung té lên, còn là mình trời mưa thì mình chạy cái mẹ quá nha, quá là mạnh luôn. Rồi chúng ta sẽ nói chung là đó, mình giữ cái đèn pha như này các bạn. Và xe như vậy thì nó bánh xe nó mới rõ. Đó, trời mưa khá là dữ quá luôn. Cho nên là chưa qua like video và chưa đăng ký kênh thì nhớ like video nha, like bằng video cho mình nhé. Subscribe channel, follow channel để theo dõi những video mới nhất mà mình làm ra, và mình sẽ ghim những bình luận nào khi mình lần nào đầu tiên nha. Thì nói chung là khi một video đăng lên thì bạn nào xem thì cũng có thể xem, thì nhớ xem thời gian ok rồi bạn chỉ like comment nha. Tại vì nhiều bạn vào xem có thể là vào xem đầu đi, nhưng mà các bạn chưa kịp xem mà các bạn đã comment liền thì comment đó nó thì chính là spam và nó cũng không có hiện lên, nên là mình không có thế nào thấy được những cái bình luận đó mà mình ghi được cũng là cái bình luận nào mình hiện lên và nó đầy đủ cái gì cũng có sử dụng đó, mình sẽ ghi. Thì cảm ơn tất cả các anh em các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian rồi, thời gian tới này thì các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nha. Thì mình sẽ cố gắng làm just trong hôm nay này. Bên cạnh đó thì mình cũng có làm thêm về game đó nay nữa, nhưng mà cái số lượng gọi là số lượng view stream xem nó không có cao, nhưng mà mình không có làm nhiều. Nhưng mà nếu các bạn thích thì mình sẽ làm, nhưng mà làm để áp đặt thì chúng ta có thể mang lại những cái view và sự trải nghiệm mới của bạn xem. Lái nó biết nó quen rồi, nó dễ hơn. Nó giống này,
con sao là con sao là không có chi nào để nhiệt kỳ, không có chi nào để nhiệt kỳ đó. Đó là heo. Bên đấy chúng ta cũng đang làm chuột khá là mạnh. Thank you.
ok, để mình chạy video ở đây nhé. Thank you.